vui được chào đón các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 19 tháng 6 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết của ngày hôm nay, hãy dành một giây nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Và ngay sau đây sẽ là thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mới đây, tờ La Repubblica của Ý đưa tin Cristiano Ronaldo đang muốn tìm một bến đỗ mới ngay trong mùa hè này. Báo cáo cho biết, siêu sao người Bồ Đào Nha lo ngại bản thân không còn là mảnh ghép quan trọng hàng đầu tại MU dưới thời Erik Ten Hag. Do đó, siêu sao người Bồ đã yêu cầu người đại diện Jorge Mendes đi tìm bến đỗ mới thích hợp. Siêu cầu này được cho là đã lên danh sách những điểm đến tiềm năng trên khắp châu Âu để cho thân chủ của mình lựa chọn. Trong đó, nổi bật nhất là hai câu lạc bộ Sporting Lisbon và AS Roma. Roma được coi là có mối quan hệ tốt và đã mở cuộc đàm phán với Jorge Mendes. Ngoài ra, đội bóng Serie A hy vọng sức ảnh hưởng của Jose Mourinho, thầy cũ của CR7, sẽ giúp họ chiếm được lợi thế trong thương vụ này. Ronaldo hiện chỉ còn một năm hợp đồng với MU và gần như chắc chắn sẽ không gia hạn thêm với Quỷ Đỏ. Rào cản lớn nhất khiến CR7 gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới là do mức lương khủng 480.000 bảng mỗi tuần. Nếu quyết tâm đào thoát khỏi sân Old Trafford, chủ nhân của 5 quả bóng vàng sẽ phải giảm đáng kể mức thu nhập từ sân cỏ. Mùa vừa qua, dù đã bước sang tuổi 37, nhưng Ronaldo vẫn là tay săn bàn xuất sắc nhất của MU với 24 bàn thắng sau 39 lần ra sân. Theo tạp chí Forbes, Lionel Messi là người có mức thu nhập cao nhất giới thể thao trong năm 2022, hơn ngôi sao bóng rổ LeBron James, đồng nghiệp Cristiano Ronaldo và cậu em Neymar. Với tổng thu nhập trước thuế là 130 triệu USD trong 12 tháng qua, Messi lần thứ hai trong sự nghiệp khẳng định vị trí hàng đầu ở bảng xếp hạng hàng năm của Forbes về các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Tổng cộng, El Pulga kiếm được 75 triệu đô tiền lương và 55 triệu đô thu nhập ngoài sân cỏ. Xếp thứ hai là LeBron James với mức lương khoảng 41,2 triệu đô. Ngoài ra, anh còn kiếm thêm thu nhập nhờ việc đóng quảng cáo cũng như các hoạt động khác ngoài thi đấu. Anh cũng sở hữu một ít cổ phần của Fenway Sports Group. Điều đó giúp ngôi sao bóng rổ này bỏ túi 121,2 triệu USD trong năm qua. Cristiano Ronaldo xếp thứ 3 về số tiền kiếm được trong giới thể thao, ở mức 115 triệu đô. Anh hưởng lương 60 triệu đô. Bên cạnh đó, CR7 cũng kinh doanh quần áo, dụng cụ thể thao, khách sạn và là đại diện của thương hiệu Nike. Trong khi đó, việc sở hữu gần 300 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội giúp Neymar thu hút các thương hiệu lớn và xếp hạng 4. Tài khoản của siêu sao người Brazil đã tăng thêm 95 triệu USD trong năm qua. Chỉ riêng tiền lương ở PSG giúp cựu sao của Barcelona nhận 70 triệu đô. Hồi cuối tháng 5, PSG khiến toàn bộ giới túc cầu ngã ngửa khi chính thức tuyên bố gia hạn thành công với siêu sao Kylian Mbappe tới năm 2025. Đáng nói, mức lương của siêu sao người Pháp sẽ lên tới 1,5 triệu euro mỗi tuần. Đây được cho là hành động bất chấp các luật về quỹ lương của UEFA và quyền lực mà PSG trao cho Mbappe ngày càng lớn. Thậm chí đã có những nguồn tin khẳng định chân sút sinh năm 1998 đang trở thành tử thần trong phòng thay đồ. Khi mà ninja rùa chỉ mặt ai thì người đó sẽ phải cuốn gói ra đi. Đương nhiên, sẽ không ít người cảm thấy khó chịu với siêu sao người Pháp, đặc biệt là các đàn anh trong đội. Điển hình mới đây nhất là Neymar, khi mà hành động chống đối của cầu thủ Brazil đã được anh này thể hiện công khai. Theo đó, PSG đang muốn bán Neymar vào mùa hè năm nay để cân bằng tài chính. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Barca đã thẳng thừng từ chối rời đội bóng chủ sân công viên các hoàng tử. Đương nhiên, siêu sao người Brazil cũng thừa hiểu hành động của mình sẽ đẩy PSG vào thế ngàn cân treo sợi tóc trước các điều luật về công bằng tài chính của FIFA và UEFA. Đặt trường hợp Neymar nhất quyết không rời khỏi Parc des Princes và trở thành Gareth Bale của Paris, PSG sẽ thất bại hoàn toàn trong việc điều chỉnh lại quỹ lương. Song song với điều đó, đội chủ sân công viên các hoàng tử chắc chắn sẽ phải trả giá đắt với UEFA vì những hành động vượt trên quy tắc của mình. Manchester City dù bảo vệ thành công ngôi vương nước Anh, nhưng họ khó có thể hài lòng khi giấc mơ vô địch Champions League vẫn còn dang dở. Chính vì vậy, họ muốn bổ sung thêm nhân sự và nhắm đến Marc Cucurella của Brighton. Được biết, phía Brighton muốn nhận được 50 triệu bảng từ việc bán người. Con số ấy dường như không đủ khiến Man City chùn bước. Pep Guardiola xem Cucurella là mục tiêu hàng đầu nên sẽ làm mọi cách hoàn tất thương vụ. Đội chủ sân Etihad vừa được tiết lộ động thái mới nhằm hướng đến mục tiêu giành chữ ký của hậu vệ người Tây Ban Nha.
Theo Fabrizio Romano, Man City sẵn sàng để Zinchenko ra đi để nhường chỗ cho Cucurella. Zinchenko có thể bị bán và Everton muốn chiêu mộ cầu thủ người Ukraine này. Các câu lạc bộ khác cũng dành sự quan tâm cho ngôi sao sinh năm 1996. Một khi việc bán Zinchenko hoàn tất, Man City càng tự tin thúc đẩy thương vụ Cucurella. Đội bóng chuẩn bị gửi cho Brighton lời đề nghị chính thức khi quyết định này vốn được chốt vào hồi tháng 5. Eddie Nketiah chuyển đến Arsenal vào năm 14 tuổi và đã có 92 lần khoác áo đội 1 của pháo thủ. Tiền đạo 23 tuổi là một phần của đội bóng giành FA Cup và Community Shield vào năm 2020. Cuối tháng 6 này, hợp đồng của Nketiah sẽ đáo hạn và mới đây, ban lãnh đạo Arsenal vui mừng thông báo họ đã gia hạn thành công với cầu thủ người Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ về thông tin trên. Tôi rất vui khi Eddie ở lại với chúng tôi. Cậu ấy đại diện cho những gì chúng tôi đang có, cũng như đại diện cho giá trị của câu lạc bộ. Chúng tôi rất vui vì cậu ấy đã gia hạn hợp đồng, và bây giờ chúng tôi phải bắt đầu làm việc và tiếp tục phát triển tài năng ở con người tuyệt vời này. Ở mùa bóng tới, Nketiah sẽ mặc chiếc áo số 14 của huyền thoại Thierry Henry thay vì áo số 30 trước kia. Trang chủ Tottenham đã đưa ra thông báo chính thức về việc câu lạc bộ chiêu mộ thành công Bissouma từ Brighton với giá 25 triệu bảng Anh, chưa tính các khoản phụ phí. Bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến năm 2026. Để có được chữ ký của cầu thủ 25 tuổi, Tottenham đã phải cạnh tranh với MU, Arsenal, Newcastle United và đặc biệt là Aston Villa. Chuyển từ Tottenham, Bissouma sẽ có lần đầu tiên được thi đấu tại Champions League trong sự nghiệp. Tiền vệ gốc bờ biển Nga cũng chia sẻ cảm nghĩ trước khi có những trải nghiệm đầu tiên tại sân chơi danh giá của bóng đá châu Âu. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây, hạnh phúc khi được là một cầu thủ thuộc biên chế Spurs. Hy vọng chúng tôi sẽ có một mùa giải tốt đẹp. Tôi sẽ cống hiến tất cả để giúp câu lạc bộ giành chiến thắng và có vị trí cao trên bảng xếp hạng. Nhưng như tất cả mọi người đã biết, ngoại hạng Anh là một giải đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Thi đấu ở Champions League là giấc mơ của tôi. Tôi không dám tin mình sẽ làm được điều đó trong màu áo Tottenham. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn bố mẹ, người đại diện của tôi và cảm ơn Spurs. Bản tin bóng đá sáng ngày 19 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.